Oh, xin chào các bạn thân mến. Bạn có thích origami không? Nếu có, bạn thật may mắn. Hôm nay chúng ta sẽ làm các loại thủ công từ giấy khác nhau. Tớ đánh giá cao sự nhiệt tình của cậu Sally. Nhưng cậu chỉ làm tớ bối rối thôi. Tại sao cậu không dùng toàn bộ năng lượng đó để lấy cho tớ thêm giấy nhỉ? Và các cậu ơi, hãy nhìn vào đôi tay của tớ này. Việc gấp từ cả hai phía là rất quan trọng, thấy chưa? Bây giờ ta sẽ bóc mở toàn bộ thứ này và bắt đầu làm điều này. Ở đây các bạn nên thật cẩn thận đấy. Nhìn nè, có hình mới này. Xiu xiu, mọi thứ này ở đâu ra vậy? Ha, hay quá, đúng cái chúng ta cần. Ồ, cảm ơn Sammy. Giờ để tớ xếp chúng thật nhanh. Tuyệt quá, giờ hãy ráp chúng lại với nhau. Bước đầu tiên, giờ những thứ này sẽ như thế này. Sau đó, cái này sẽ đặt lên trên. Ừ, tớ biết là hơi phức tạp, nhưng tớ chắc chắn các cậu sẽ thích kết quả. Đó là khối lập phương mà chúng ta có. Sammy, cậu có muốn chơi không? Tớ nghĩ là tớ đói rồi. Ừ, tớ cũng có thể ăn gì đó. Cậu biết đó, điều này để cho tớ một ý tưởng cho sản phẩm sáng tạo tiếp theo của chúng ta. Tớ làm thế, một món thủ công với kẹo. À, không 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 không, một cái bánh rán. Ừ, nỗ lực đấy đâu hào ngon ạ. Chúng ta sẽ làm một cái phong bít trái bơ. Tớ xin lỗi, chỉ là quả bơ đáng yêu quá, tớ không thể chịu nổi. Tớ ủng hộ sự dễ thương. Tuyệt vời. Tớ sẽ tham gia làm cho quả bơ này còn đáng yêu hơn nữa. Ồ, ngọt ngào quá, tuyệt vời Sammy. Bây giờ hãy kết hợp tất cả lại. Chúng ta bắt đầu nào. Nó nên trông gọn gàng và đẹp mắt. Wow, cho tớ chơi Poppy nữa. Thế cậu thấy sao? Và phần hay nhất nè, Poppy của chúng tớ cũng có thể dùng như một chiếc gôn. Nếu tớ muốn ăn nó quá đi. Không, Sammy, cậu không ăn nó được đâu, không đời nào. Hả? Đợi chút, tớ biết tớ có thể làm cậu phân tâm nè. Không là tớ có thấy gì là tớ ăn đâu. Tớ hứa cậu sẽ thích nó, cứ cho tớ vài phút là được. 2 phút thôi, đồng hồ đang điểm đấy. Gì? Tớ đã đúng giờ chưa? Ok. Thật tiếc là cậu không kịp giờ. Giờ tớ bắt đầu ăn tất cả những thứ tớ thấy này. Luôn bây giờ. Đây. Ngừng giỡn đi ông. Sao cậu không tìm cho tớ cây bút dạ nhỉ? Rồi, bút của cậu đây, nhìn cho tớ vẽ mặt đấy. Xong rồi. Dễ thương. Để tớ ráp những mảnh cuối cùng lại với nhau. Và ta-da. Đây là một con khỉ nhỏ. Và nó đang vui nè. Nó đang chế nhạo tớ đó hả? Đưa nó cho tớ nào. Wow, 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 bình tĩnh nào đầu gấu. Dù cậu xoay mạnh đến nỗi tớ cần phải làm món thủ công này mới được.
ta sẽ làm một con quay. Để làm điều này chúng ta sẽ cần làm thế nào đó? Giấy cũng dễ tối được không? Ok, bây giờ tập trung nào. Và không chỉ là một, mà chúng ta sẽ gấp nhiều tờ giấy màu sắc khác nhau cùng một lúc. Tớ đang cố đây, không hiệu quả rồi, chắc tớ nên xoay mạnh hơn nhỉ. Wow, cậu cũng thấy những chú chim này nhỉ. Sammy ơi, tớ nghĩ cậu nên đi nằm đi. Và các bạn ơi, hãy xem kỹ nhé. Tuyệt chưa? Tớ cần một chiếc xiên gỗ mà mọi người đã chờ đợi. Đó là cú ném lớn của Sam. Anh ấy đã làm được, anh ấy thực sự đã làm được. Yay! Đám đông đang cổ vũ, người hâm mộ đang phát cuồng. Con quay ta đã làm ra đỉnh chưa nè? Đây này. Tớ chưa được vui nhiều như thế kể từ khi nhảy với anh ở Tibidaba. Tớ phải chờ thêm bao lâu nữa? Tớ muốn nhảy cùng anh chứ à? Xin lỗi, là vẫn còn rất nhiều giấy phù hợp nào nữa. Của cậu này, rác của người này là báu vật của người khác. Đúng rồi, Sammy, tớ thích cách suy nghĩ của cậu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu cuộc thi gấp giấy nhanh nào. Thật khó để không thay đổi sau một ngày như vậy từ bao giờ vậy? Trong áo chu ra nào. Oh wow, chắc ngày đó phải vui dữ lắm. Và ta đã xong rồi nè. Rồi đã, hãy làm thêm bạn cho bạn nhỏ của chúng ta nhé. Cậu đấy hả? Anh ấy có cậu nhiều lắm á. Thôi nào. Các cậu bị làm sao vậy? Làm sao mà tớ có thể quên các bạn ếch của mình là ninja thứ thiệt. Họ thậm chí còn có những ngôi sao ninja và những thứ khác nữa. Không, cứu ta. Sao ninja hả? Cậu đã xong cả rồi hả? Đã được gọi là sao ninja chưa hả Sammy? Giờ ném nào, ném đi. Không chuyên chú lắm chú ạ. Tất nhiên là không, bởi vì đó chỉ là bức phác họa thôi. Giờ tớ bắt đầu làm sao ninja nè. Cho tớ một phút nhé. Tớ quá mệt mỏi vì phải đợi. Nếu ta đem mấy thứ này đi thì sao? Chúng có thể được dùng như sao? Thôi nào Sammy, đừng gây lộn xộn. Dù sao thì đống giấy này cũng chính là thứ tớ cần. Hãy ráp tất cả lại nào, sẽ tuyệt lắm á. Chất quá, biết không? Nó khiến tôi nhớ đến một thứ gì đó đề. Thứ đầy màu sắc và nó đang quay. Tôi biết rồi, trông như một con quay á. Thật tuyệt vời khi ta đều nghĩ ra cùng một ý tưởng. Chứ còn gì nữa, ta làm việc như một cỗ máy chân chu á. Cảm giác như chúng ta thậm chí có thể hoàn thành câu nói cho nhau á. Thủ công, cậu định nói về thủ công nhỉ? Tớ nói là mấy câu nói cơ mà. Nhưng thủ công cũng được. suýt nữa là tớ đoán đúng rồi. Và xem này, chúng ta gần xong việc rồi nè. Tớ chỉ cần cắm tâm như thế này và dán hai mảnh bìa từ cả hai phía. Tớ cảm thấy không được khỏe lắm. Xin chúc mừng Sue và Sam. Các bạn đã dành rất nhiều thời gian gấp giấy và các bạn đã đạt cấp độ kim cương. Và giờ đây bạn sẽ được tìm hiểu về bí mật siêu tuyệt vời của nghệ thuật origami. What's up? Thôi đi nào, thấy origami nó làm tôi nhột quá.
Lạ thật, không hiểu sao nhưng tớ đã có ý tưởng cho sản phẩm thủ công tiếp theo của mình. Cái đầu này đi đâu và sau đó cái này đi đâu? Siêu giúp tớ một chút được không? Để tớ xem nào. Nếu tớ nhớ không nhầm, nó nên trông như này. Wow. Ồ, đúng rồi đó. Giờ tớ bắt đầu nhớ lại mọi thứ rồi. Tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Từ trái tim giấy của tớ đến cùng cậu này. Ngọt ngào quá, nhưng chúng ta sẽ chơi với nó sau. Ta còn rất nhiều bước phải thực hiện. Xem con sâu bướm này nè, thật là thú vị. Nhưng tớ cảm thấy còn một thứ nữa. Wow, hóa ra thủ công siêu bí mật là như thế. Vụ này vui quá đi thôi, nhưng tôi đã thấy hơi mệt khi phải nhìn các thứ. Tôi thực sự có thể cảm nhận được năng lượng đang rung trong người á. Đừng phá nhà đấy nha. Tôi nên làm gì đây? Cậu cảm thấy thế nào về bóng đá? Ok, xem tớ sẽ cho cậu ra ngoài. Nhưng cậu phải sử dụng hết năng lượng này để mang giấy cho tớ nhé. Đừng để ý tớ. Cậu ấy không quên về tớ giấy. Tớ chỉ muốn chạy trái đất để lấy đống giấy. Cậu wow. Thôi mà. Thì cậu là đi vòng quanh địa cầu phải không? Xong cả rồi. Tớ ước gì mình có vài cái kẹp giấy trong tay. Cảm ơn cậu. Nhưng hãy quay trở lại với món thủ công của chúng ta. Ở đây có rất nhiều việc dệt cần phải làm. Giờ tớ có thể bỏ mấy thứ này. Cậu thật sao tớ có phải một trái bóng đẹp không? Thần xấu nhất từ trước tới nay. Hi-ya, hi-ya, hi-ya. Ai là cầu thủ thần xấu nhất hiện nay? Bởi vì tớ đã thắng, sản phẩm thủ công tiếp theo sẽ do tớ quyết định. Công à. Cậu có quên điều gì không? Cậu sẽ làm nhau chúng mất. Xem nào. Về phần thủ công, đây là khi chúng ta cần dán tất cả những phần này lại với nhau. Điều này sẽ tạo nên một phần nền tốt. Đúng, giờ tớ sẽ ráp tất cả mảnh ghép lại một cách nhanh chóng. Hãy nhìn vào vẻ đẹp này trông có đáng yêu không? Nó là gì vậy? Có phải là con lốc không? Cậu lại cho tớ một ý tưởng thủ công nữa rồi. Được rồi này, tất cả vì một mục đích tốt đẹp. Cậu đang đùa đấy hả? Cậu có nhận ra rằng mình không cần phải uống hết nước để lấy nắp không? Nhanh lên. Cậu này. Cậu nhớ lấy một ít đất sét từ túi của tớ trên đường ra nhé. Chúng ta sẽ dùng nó để cố định cái que bên trong con lốc của chúng ta và tạo độ nặng cho nó. Bất kỳ con lốc nào trên thế giới. Hoàn thành rồi, cùng xem nó hoạt động như thế nào nhé. Tuyệt quá, đó quả thực là cơn lốc nhanh nhất từ trước tới giờ. Cuối cùng thì cũng giải quyết được vấn đề. Tớ mệt mỏi quá, sau tất cả mấy món thủ công này, tớ muốn lười chảy ra như sâu bướm. Vậy thì chúng ta phải làm cho cậu một bạn sâu bướm rồi. Sao cậu lại nằm thế, chúng ta chưa xong mà. Chúng ta cần cắt tất cả theo mô hình. Tớ sẽ làm nhanh thôi. Của cậu đây, tớ hy vọng là sẽ hiệu quả. Tuyệt vời, để tớ dán tất cả lại với nhau. Để sâu bướm của chúng ta có thể đi được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này kìa, tớ muốn đặt tên cho cô bé là Dolly. Xong rồi đó, giờ Dolly của chúng ta có thể bỏ đi đâu cô ấy muốn. Này, tớ sẽ đánh bại cậu. Hy vọng bạn không phiền nếu tớ cùng cậu ăn một bữa. Tớ thích làm sâu bướm lắm. Thật là lạ. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã cùng tham gia với chúng tớ ngày hôm nay nhé. Yeah, chúng tớ yêu mọi người lắm á. Happy.